Lời nói đầu tiên là mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã vào xem cái clip hóa trang kinh dị của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Em để ý rồi nha, clip nào có vẽ là mấy bạn thích dữ lắm. Nội dung về vẽ hả? Vẽ trên đá nè, vẽ trên mặt nè, rồi vẽ trên giấy, vẽ trên tường. Bởi vậy đâu còn nội dung gì vẽ nữa đâu. Chào các bạn đến với kênh Tony TV. Chào bạn. Ủa, sao mà anh thấy ghê vậy Vinh? Tối ngày hôm qua, mình đã vào một cái khu rừng vật lộn với 4 con sư tử để giải cứu 3 con cá sấu. Gì sao vậy? Trong lúc không khéo vật lộn với 4 con sư tử thì đã bị nó liếm cho mấy phát vào mặt, cho nên hôm nay mặt thẹo dít tùm lum. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm đi, 4 ngày sau sẽ trở lại đẹp trai như lúc xưa thôi. Nói tới đẹp trai hả, thì trong tim này có ai đẹp trai bằng A Quang này á? Nội dung liên quan tới vẽ thì vẫn còn, nhưng mà không biết là mấy em đủ trình độ để làm hay không thôi. Anh chưa nói sao biết bọn em chưa đủ trình độ? Cái anh coi trên YouTube đó, có thấy mấy bạn YouTuber khác người ta làm cái dạng mà cái bột bánh nặng ra trên cái chảo chống dính rồi hình con này con kia đó, mấy đứa biết không? Em coi clip đó rồi, làm bánh bên khay. Cái bánh này bánh gì con? Các bạn biết bánh bên khay này là gì không? Quang biết không? Bánh này mình cũng không biết nữa. Đại mày biết bánh này không? Không biết thì thôi, chút kêu anh Vinh chỉ chứ có gì đâu. Anh Vinh ơi, em không có thích mấy cái video dài dòng đâu. Bây giờ anh chỉ bọn em cách làm bột bánh đi. Muốn pha bột thì coi bé hướng dẫn nè. Sao tiếng Hàn Quốc không như trời? Hồi nãy mày nói hay lắm mà, giờ mày đọc cho tao nghe coi. Tiếng Hàn Quốc thôi em thua rồi. Anh chỉ cách pha bột luôn đi cho nhanh. Để làm những chiếc bánh pancake thiệt đẹp, chúng ta cần những nguyên liệu như thế này là đúng rồi. Cho em hỏi một cái ngoài lề được không anh Vinh? Hỏi gì vậy? Cái áo này anh ăn cắp ở đâu mà đẹp vậy? Nhỏ này thiệt là vô duyên. Chị Thảo nói mới để ý, hôm nay anh Vinh lấy cái áo chỉ trâu đâu ra mà đẹp vậy? Mấy đứa thích cái áo này đúng không? Đúng. Thì đối với sữa Cool đang có chương trình khuyến mãi là từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2021. Chúng ta sẽ săn lùng những cái thẻ Cool đặc biệt trong mỗi lốc sữa Cool. Tức là lốc sữa nhỏ, lốc sữa lớn đều có thẻ Cool hết đúng không? Đúng. Khi các bạn sưu tập được 24 thẻ áo Cool, các bạn sẽ đổi được một cái hông Cool dạ quang. Sưu tập đủ 36 thẻ áo Cool, đổi một áo hoodie dạ quang Cool. Nếu bạn may mắn săn được một thẻ đồng hồ thì bạn sẽ nhận được một đồng hồ thông minh. Wow. Mới đây chị Thảo săn được đồng hồ rồi hả? Đâu có đâu, cái thẻ này là của thằng em nó săn được, em mượn em khoe thôi. Trời ơi. Tưởng đâu có thẻ của bà không à. Vậy trong clip này anh lấy mấy hùng sữa Cool là phần hưởng đi. Mạnh mẽ lên để xuống. Đây chính là sữa Cool mà trong clip này nó sẽ là phần thưởng dành cho các em, được chưa? Và anh sẵn tiện đã đổi được hơn 10 cái áo thun Cool dạ quang cho mấy đứa rồi đây nè. Lấy ra đây. Cảm ơn anh. Mập này phải kiếm cái size lớn. Mình thì chỉ Thảo thấy chọn Mama Bay, còn mình thì tắm tút, còn mình với An Ngọc chọn áo chớp chớp. Mình chọn cái áo của hai anh em tắm tút và chớp chớp. Mình chọn lá bụi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách pha chế bột để làm bánh pancake. Follow me. Đi theo anh. Và trong video này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chia làm hai đội chơi, mỗi đội là gồm 4 thành viên. Anh Vinh sẽ chỉ cho các bạn cách pha bột, rồi các bạn có thể tự làm ở nhà được. Anh sẽ pha hai cái bịch bột này luôn, rồi đem để cho chị Thảo. Dạ. Thì ứng với mỗi cái gói bột như thế này á thì cần là hai bịch sữa tươi. Tiếp theo là dùng đũa đánh bột cho bột nó lắng xuống. Bột lắng rồi, đổ bịch thứ hai vô. Các bạn lưu ý là phải để từng bịch bột vô nha. Nếu mà các bạn để một lượt á là quậy nó không có tan được. Bây giờ mình sẽ thêm bơ để cho cái bánh nó dẻo và nó ngon hơn. Tụi con gái bọn mình sẽ hở cái độ đậm của chai màu thực phẩm này, lát trộn với bột bánh cho nó đẹp. Còn đây là cái màu cam, quá đẹp. Đây là màu đen, mình sẽ nặn vô cái bình này, xong rồi để bột bánh vô. Mình sẽ làm cái đường viền của cái bánh nha. Màu đen đã xong, tiếp theo là màu xanh navy. Mày đưa màu đen đây để tao đổ bột vô. Ừ. Màu xanh navy tức là màu xanh da trời nha các bạn, đẹp dữ lắm. Tương tự như vậy mình sẽ làm thêm các màu còn lại. Đây là cái chai của mình nó màu đỏ, bây giờ mình sẽ đánh lên cho các bạn coi nè. Màu đỏ vô đẹp quá các bạn. Bọn mình sẽ lấy màu để chuẩn bị thi làm bánh. Mỗi màu thì mình sẽ lấy một chai. Mình lấy chai trắng nha. Mình lấy chai cam. Mình lấy màu đen. Còn mình lấy màu xanh với màu đỏ. Tiên con trai của mình cũng đã pha màu xong rồi nghe bạn. Bây giờ đợi anh Vinh ra chủ đề rồi vẽ thôi. Đây, người nhện. Cả team này coi sẽ vẽ theo cái mặt nạ này nha. Dạ. Cầm đi. Dễ, cái này làm 3 phút là xong rồi. Nếu các bạn có trả trong dính á thì làm bánh khỏi cần dầu ăn. Các bạn coi team mình làm bánh nè, rất là đẹp luôn.
Vòng một này team con gái sẽ cho Tiểu Phương chỗ tài trước. Màu đen xong rồi đó, tiếp theo là lấy màu trắng nặng hai con mắt của nó. Xịt màu đỏ lên nữa là xong rồi Tiểu Phương ơi. Xíu là lật bánh thôi. Vòng một này đứa nào ra tay trước tao cho, để tao mở màn lấy hên. Tao tin tưởng mày đó. Rồi đây cầm tấm ảnh người nhện nè, để tao coi, tao nhìn tao vẽ heo. Ừ, nhớ vẽ kỹ kỹ nha mày. Sau khi vẽ con mặt của người nhện, tiếp theo là con mắt. Đẹp rồi đó, một con nữa. Đổ màu đỏ lên nữa là xong rồi Ngọc ơi. Ủa đẹp kìa, đổ màu đỏ lên đi. Con ơi đẹp. Đổ đi Ngọc ơi, nhanh nhanh đi, nó khét đó. Ngọc ơi. Wow. Vòng một này thắng chắc rồi. Không ngờ Ngọc này cũng có qua tay dữ ha. Nộp cho ban giám khảo để coi đội nào làm đẹp hơn. Bước cuối cùng là lật bánh lại, còn ngắm nhìn thành quả. Lần đầu làm bánh hơi xấu một tí, mong các bạn thông cảm. Vòng một thế này là thua rồi, để vòng hai mình trả thù cho Tiểu Phương. Chị tin tưởng cưng. Chắc chắn là một mình nhất rồi đó. Không mỗi đội đâu. Người nhỏ. Trời đất quỷ thần ơi, bây giờ hỏi đầu bếp Thình Ngáo trước chứ. Hai con người nhỏ này cưng thấy con nào đẹp hơn? Con này đẹp hơn nè, con này quá xấu luôn. Con này nó khét ngạt luôn rồi quý vị ơi. Con này chỉ là một điểm thôi nha. Còn cái con này là 8 điểm đậu nè. Thì sau mỗi một vòng thi thì cái team chiến thắng Tony sẽ thưởng cho một thùng sữa Cool phiên bản mới. Thích uống sữa sô-cô-la lúa mạch hay là sữa trái cây? Lúa mạch, sô-cô-la lúa mạch. Ok, bưng luôn. Rồi cho team bưng về đây. Cảm ơn Vinh. Ok. Vòng thứ hai này nhất định Tiểu Cường sẽ trả thù cho mình. Lẹ lẹ Tiểu Quần ơi, nhanh nhanh lên, đổ màu vàng lên, coi chừng nó khét đó. Ừ. Cái bước quan trọng nhất đó chính là lật bánh lên. Bạn thấy con Pikachu mà đẹp chưa? Thôi chết sức cái lỗ tai ra luôn rồi. Coi bộ kèo này thua nữa rồi. Lần này để mình chỗ tài vẽ con Pikachu cho. Từ nhỏ mình đã coi cái phim hoạt hình này rồi. Lật lại đi Vũ Hành, để mình coi thành quả của bọn mình. Ừ. Con mắt nói gì kỳ vậy? Nhờ Vũ Hành làm mà vòng hai này bọn mình thua chắc rồi các bạn ơi. Đâu lấy xin đây. Đây. Khánh Thần ơi. Trời ơi. Con này đeo mắt kiến đen hay gì vậy đại ca? Thành Ngáo chọn con nào? Con này thì bị đứt lỗ tai luôn nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Còn đứt hai lỗ luôn chứ nó đứt lỗ gì cần. Không phải đứt hai chỗ đâu anh, mà đứt tới ba bốn chỗ lận. Hai con Pikachu này con nào cũng xấu cho á. Nhưng mà bên đội An Ngọc làm con Pikachu có duyên hơn, cho nên mình chọn con Pikachu của An Ngọc nha các bạn. Chính xác là con Pikachu của bạn Vũ Thanh đẹp hơn. Yeah. Đi ra đây lấy thùng sữa đi, chọn thùng sữa nào. Hồi nãy chọn sô cô la lúa mạch rồi, bây giờ em sẽ chọn sữa trái cây. Sao kỳ trời, hai gián rồi mà thua hết hai gián luôn. Chị Thảo dùng ba cho thi nha. Ok. Bây giờ tối rồi, mũ quá nhiều, cuộc thi đến đây là kết thúc. Hẹn các thí sinh sáng ngày mai 7 giờ tới đây thi hai vòng nữa. Rồi, ok. Đi vậy. The next day. Sáng sớm team mình đã thực hiện lời hứa quay trở lại và tiếp tục cuộc thi vẽ làm bánh pancake. Thì lần này mình sẽ cho mấy em tự chọn nhân vật để vẽ luôn. Con em gái hay cho. Ngọc vô đi, thích ba tấm nào? Cái này tấm tròn này chắc dễ nè. Doraemon. Doraemon, đảm bảo mình thắng chắc rồi. Tới bây giờ mình vẫn còn coi phim này mà. Giờ đi Lê Đẳng làm bánh nè. Đây. Vòng thứ ba này cứ để cho A Quang ra tay. Doraemon là phải có sáp cái gông nha, với cái mũi màu đỏ đó. In the
tao ngắm con Doraemon của mày. Mấy đứa chuẩn bị nhìn, quỳ hết hồn đi nè. Wow. Mấy đứa thấy con Doraemon của anh đẹp như thế nào hả? Đẹp lắm quá. Vòng ba này lại có sữa uống nữa rồi các bạn ơi. Chị Thảo là người có ba tay nhiều nhất trong cái team này. Chị Thảo, vẽ con Doraemon 30 giây cho em. Ok, lấy cho em màu đen. Nè chị Thảo. Xong rồi đó. Đặt lại chị Thảo ơi. Hồi hộp quá à. Ok. Không biết đẹp không nữa. Wow. Wow. Làm như vậy là còn hơi xấu đó mà mấy đứa khen đẹp rồi. Coi bộ lần này team mình có sữa cun uống rồi. Đây, chấm điểm lên em nè. Hai con Doraemon lần này hai team làm đẹp hơn rồi đó. Chà, một cái con Doraemon thì bị rám nắng nhưng mà nó rất là đẹp. Con bên đây á thì cái màu trắng lại đẹp nhưng mà nó vẽ thì không đẹp bằng con bên này. Cái này hơi khó chấm điểm rồi nha. Theo như anh đầu bếp Thành Ngáo thì anh thấy bên nào đẹp hơn hả? Dạ, em thấy bên đây vẫn đẹp hơn. Đúng vậy. Con Doraemon bên này thật sự là nó đẹp hơn rất là nhiều. Mình cầm hai con so sánh cho mọi người xem nè. Đấy, cái con rám nắng này mình chấm cho 9 điểm và đội này là đội chiến thắng nha. Yeah. Lấy sữa cho đội bên này coi. Ủa sữa trái cây cuôn hay là sữa lúa mạch? Trái cây cuôn. Trái cây cuôn phải không? Đây. Dạ, tiếp theo mời chị Thảo lại đây chọn một trong hai nhân vật cuối cùng để chúng ta thi vẽ. Chọn cái này đi, con chuột. Rồi, dạ. Vòng cuối này mình sẽ vẽ và kiếm cho team mình thêm một hùng sữa nữa. Rồi, vô. Sữa là chị Thảo, bỏ chậu. Rồi, chị Thảo, cầm như em tiến hành em vẽ cái gì. Con Dương này cũng khéo dữ lắm nè. Cái giây phút căng thẳng nhất chính là lập cái bề bánh này lại coi nó đẹp hay không nè. Dương này đúng là có qua tay thiệt, nó vẽ gì cũng nhanh hết á, mà đẹp nữa. Giờ đem ra cho anh Vinh chấm điểm. Vòng cuối này chùm cuối sẽ ra tay. Đó chính là mình. Quen ông cầm con chuột giúp tôi để tôi nhìn tôi vẽ. Đây. Vẽ đi đại. Lần này chắc chắn bọn mình sẽ thắng. Đúng rồi. Mấy bạn thấy đẹp chưa? Tao thấy coi bộ vòng này team mình chiến thắng rồi đó. Thằng Đại nó dễ đẹp lắm. Chứ sao nữa. Mấy đứa bay á, toàn là nói cái điều hiển nhiên mà. Mà quý vị khán giả và phụ huynh học sinh hãy chiêm ngưỡng kiệt tác qua Đại. Wow. Đúng là chùm cuối có khác. Coi chừng vòng này A Đại sẽ đem về một thùng sữa cho đội mình. Bánh xuống lại cho anh Vinh. Đập bánh thôi. Đi. Dạ Đại. Chà, sau những lần thất bại ở những vòng thi trước thì ở vòng chung kết này tay nghề của hai đội chơi đã được cải thiện rất đáng kể. Hai con chuột nè, con chuột bên đây thì bị khét và bị rụng lông. Rụng râu, rụng râu luôn rồi. Rồi còn cái con chuột bên này á, 6 cái râu không hề bị rụng một cái râu nào hết. Quá hoàn hảo, team con gái chiến thắng trong vòng này. Yeah. Sô-cô-la lúa mạch đúng không? Dạ. Sắp một thùng đưa cho team con gái. Ê chứ, chị đẹp như vậy mà vẫn thua. Đại ơi, mày đừng có buồn. Không phải mày dễ xấu đâu, mà tại con Dương nó dễ quá đẹp. Cuộc thi đến đây là kết thúc. Mời các thí sinh mang phần thưởng về nhà đi. Và công việc của quý vị khán giả đó chính là nhấn vào đăng ký, nhấn vào like và nhấn vào cái chuông nha. Các bạn ơi, nhớ mua sữa cun về uống săn thẻ để đổi được nhiều phần quà hấp dẫn nhé. Team mình thắng được 2 vòng nên được có 2 thùng sữa à. Nếu các bạn thấy video này hay hãy cho một đăng ký, nhấn like, nhấn một cái chuông. Hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye bye, bye. Thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ hả? Kiếm ma. Để ta coi lần này ngươi có thể thoát khỏi khí độc của A Cẩu không? Thank you.